Và chưa hết, mọi người hãy để ý vào đây một chút. Đây là bức hình của chủ nhà và tôi nghe đồn là mua nhà này sẽ được tặng luôn kèm cả chủ nhà. Xin chào mọi người, Tiến Duy và Khánh Linh nhà F đã quay trở lại rồi đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì anh em tôi đang đi bộ trên một cái khu vườn ở trên cao của khu căn hộ Imperia Sky Garden ở tại số 423 đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sở dĩ có tên là Imperia Sky Garden vì đây, như mọi người cũng có thể thấy là một khu vườn trên cao, rất là nhiều cây hoa rất là đẹp. Nhưng mà chưa hết, đây mới chỉ là một trong những tiện ích của khu này thôi. Chúng ta sẽ còn có cả bể bơi vô cực nữa này. Khu vui chơi trẻ em này, bể bơi trong nhà, nói chung là đầy đủ. Và Imperia Sky Garden là một khu căn hộ gồm có 4 tòa tháp Sky A, B, C, D với chiều cao 27 tầng nổi, 3 tầng hầm. Đó, cùng rất nhiều tiện ích đi kèm như Khánh Linh vừa nhắc đến. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một căn hộ đang được giao bán với mức giá tương đối vừa phải, chỉ loanh quanh khoảng 3 tỷ đồng, đã được thiết kế hoàn thiện full nội thất tương đối đẹp. Và để biết xem là đẹp như thế nào thì bây giờ Tiến Duy và Khánh Linh xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Let's go. Rồi, bây giờ thì anh em tôi đang đứng ở sảnh thang máy ở tầng 10 của tòa Sky B. Thì Khánh Linh thấy sảnh thang máy có rộng rãi không? Rất là rộng rãi và sáng sủa. Chúng ta sẽ thấy là có 5 thang. 5 thang máy, 1 thang hàng này. Nói chung là số lượng thang máy cũng tương đối nhiều. À đây, đây có một cái sơ đồ. Đấy, nhìn vào đây thì ta có thể thấy được là cái mặt bằng của hai tòa Sky A và Sky B. Ở đây thì nó có thêm một tòa Sky C, tòa Sky D nằm ở phía đối diện. Đấy. Và mỗi một tầng có 17 căn hộ thì có 5 thang máy, theo anh có hợp lý không? Cái mật độ tương đối hợp lý. Nếu mà tính ra tổng số tầng khoảng 27 tầng nữa thì 5 thang máy là anh nghĩ là ổn đấy. Khá ổn. Và ngoài ra thì cái sảnh hành lang cũng như là thang máy nó còn có cả những cái ô cửa thoáng như thế này để không khí có thể lưu thông. Đây, căn hộ của ngày hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm ở tầng 10, chính xác là căn về vùng cực 05. Anh em sẽ ngó qua một chút những cái chi tiết tương đối hay ho. Đầu tiên thì chúng ta có một cái chuông cửa thông minh của thương hiệu Qualcomm này. Tức là có camera soi được mặt. Và chưa hết, phần ổ khóa này là của thương hiệu Hassler, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Ai mà hay xem nhà F chắc chắn là sẽ biết Hassler. Cái bộ khóa cửa thông minh này nó được mở rất là nhiều chức năng, vân tay, mật mã. Và khi không có vân tay, xin lỗi mọi người, mật mã này, thẻ này, chìa khóa cơ. Ở trong trường hợp mà cái khóa này nó hết pin. Đấy. Vâng, cửa thì là cửa chống cháy nhé, tối màu trông khá đẹp. Thôi bây giờ mình vào nhỉ. Vẫn như thường lệ thì chúng ta sẽ lại đi một vòng quanh căn hộ này để xem là nó có gì đặc biệt không. Thì đầu tiên nó là cái sảnh ra vào của căn hộ. Sảnh ra vào thì khá là rộng và như mọi người thấy thì phía này sẽ có một tấm gương này. Bên đây thì có những cái hệ tủ để đồ. Có cả ghế để ngồi. Để đi giày. Giày đi tất, rất tiện. Tủ để đồ này vừa đầy đủ luôn. Đối diện cái chỗ mà tủ để giày này thì mình có một cái nhà vệ sinh đầu tiên. Vệ sinh chung. Căn này là căn có diện tích thông thủy là 75m2. Đó, đang được bán mức giá loanh quanh khoảng 3 tỷ thì anh thấy là cũng tương đối hợp lý nhỉ. Thì bây giờ mình xem. Và về trong căn nhà này thì phong cách chắc là mọi người cũng sẽ đoán ra đây là phong cách tân cổ điển. Nhìn thoáng đoán ra ngay đúng không? Tân cổ điển và nó sử dụng những cái gam màu nói chung là rất là tươi sáng. Màu trắng này, màu be này. Be rồi có những cái gam màu xanh như của chiếc ghế kia nó làm điểm nhấn. Thế thì đây là bàn ăn. Bàn ăn nói chung đây là một căn hộ có cái diện tích nó không phải là quá rộng. 75m2 thông thủy cho nên là phòng ăn và phòng khách được kết nối trực tiếp với nhau, không có vách ngăn, nó tạo sự liên kết tương đối là chặt chẽ. Cũng như là phía này có một tấm gương để tạo cảm giác cho căn nhà nó được rộng rãi hơn. Nhân đôi không gian. Đúng rồi. Thực ra là ở trong cái căn này nó nhỏ nhưng mà những cái chi tiết anh thấy là được thiết kế khá chỉnh chu. Ví dụ như là bàn ăn thì cũng có những cái bộ đèn chùm ở trên. Đấy, đèn chùm kiểu pha lê này. Và nó cũng tương tự như là cái bộ đèn chùm ở chỗ không gian sinh hoạt chung đấy. Phía bên ngoài này thì chúng ta sẽ có một ban công. Ban công, thực ra lô ra thì chuẩn hơn. Dạ. Ở căn này thì có hai lô ra. Lô ra này thì mình có thể ngồi ở ngoài để mà uống nước, kê thêm một cái bàn nữa đọc sách. Nói chung là mọi thứ nó vẫn rất là sạch sẽ và mới, khá là chỉnh chu.
Như vừa giới thiệu ở phần đầu chương trình thì căn này nó có hai phòng ngủ, một phòng ngủ bên này, một phòng ngủ bên này. Nhưng mà mình sẽ trước tiên em nghĩ là sẽ đi xem bếp đã. Xem bếp trước. Thì anh đang nói tức là cái khu bếp này này anh thấy là thiết kế rất thông minh. Tức là ở trong cái nhà này nhá, em thấy là cái lối đi lại nó không bị gọi là quá tốn diện tích mà nó lại rất hợp lý ở chỗ là mình đi vào đây là bếp luôn. Không có những cái khoảng không gian bị lãng phí. Lãng phí đúng không? Thì bếp này cũng được thiết kế rất hay, tức là sao? Tức là nó có cái lô gia phụ đấy. Lô gia phụ này thì mình sẽ để máy giặt này, dàn phơi này. Và khi mà nó ăn ấy, bếp ngay cạnh đây mình mở cái này ra là không khí lưu thông ra ngoài. Sẽ đỡ bị mùi vào trong nhà. Đấy, rất hay, thiết kế rất thông minh. Và bếp cũng được thiết kế vô cùng hợp lý với những cái thiết bị nói chung là như này. Cái này là bếp domestic. Domestic của Malaysia. Nhưng mà cái máy hút mùi thì là của Asler rồi. À, tủ bếp các thứ rồi là bên trong này thì cũng được gia chủ sử dụng cái phần đá ba bồ màu trắng vân mây đấy, có tủ lạnh sẵn đây. Thực ra chỗ này em đang thấy là hơi trống đúng không? Đúng rồi. Chỗ này theo Linh thấy thì nên thiết kế thêm cái gì cho nó phù hợp đây? Nếu là em sẽ bày thêm một tủ rượu ở đây nữa. Rượu là hợp lý luôn nhỉ, nó sẽ kiểu che cái phần tủ lạnh này và ở trên này mình tận dụng thêm một cái hệ tủ nữa đấy. Đấy là một sự gợi ý của Khánh Linh dành cho mọi người nếu đang quan tâm đến căn hộ này đúng không? Bây giờ thì xem phòng ngủ master trước nhỉ. Phòng ngủ master thì có diện tích khá là lớn đấy. Phòng ngủ master diện tích lớn này, với cả nó có một cái phòng vệ sinh khép kín ở trong này. Trong phòng vệ sinh này thì chắc là mọi người cũng sẽ thấy các trang thiết bị cũng như là cách bài trí nó sẽ dừng lại ở cái mức độ là hiện đại và vừa đủ với cái mục đích sử dụng của mình. Như ở đây thì Linh thấy là có bồn rửa của Toto này. Đó, và toilet cũng của Toto. Vẫn như thường lệ trong những căn hộ mà nhà F đã rất là khen về cái phần thiết kế, đó chính là bồn tắm đứng thì có vách ngăn so với cả toilet. Nói chung là trong một cái phòng mà có diện tích nhỏ nhỏ như thế này thì như này rất là hợp lý rồi. Và trong phòng ngủ này có thêm cái cửa sổ nhỏ mở ra cái phía lô gia phụ ở bên ngoài. Và chưa hết, mọi người hãy để ý vào đây một chút. Đây là bức hình của chủ nhà và tôi nghe đồn là mỗi nhà này sẽ được tặng luôn kèm cả chủ nhà và chủ nhà đang cô đơn nhé mọi người. Này, nghe vẻ cái chế độ ưu đãi hấp dẫn phết nhở. Chứ sao? Đang theo dõi nhà F là phải nhanh chân lên. Đó là thường thì cái chế độ khuyến mại của nó hấp dẫn như này thì nó không kéo dài lâu đúng không Linh? Không chỉ anh em mà chị em cũng được nhá. Đây, cái phòng ngủ phụ thứ hai ở trong này. Thiết kế tương tự như là phòng ngủ. Nói chung là nó cũng vậy nhưng mà chỉ có cái là không có toilet khép kín thôi. Nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ có một ô cửa sổ lớn hơn. Wow, đây mọi người có thể nhìn thấy. Từ ô cửa sổ này thì mình có thể soi xuống cái tiện ích ở phía dưới. Đấy. Khu vực để tản bộ này, rồi chỗ vui chơi của trẻ em. Đấy, và nhìn sang tòa Sky C, Sky D. Đấy, thực ra nhá, có một điều anh phát hiện ra là cái phòng ngủ phụ này, tuy là phòng ngủ phụ thôi nhưng mà tiện ích rộng. Em có để ý không? Đúng rồi ạ. Đúng không? Thông thường phòng ngủ phụ thì anh thấy là đi lại nó sẽ phải hơi khó khăn một tí như đây. Mọi người có thể thấy là cái chỗ anh em chúng tôi đang đứng là còn rất nhiều diện tích. Chỗ này mình hoàn toàn có thể để thêm một cái tủ TV. Để TV ở đây nữa. Bên này thì có sẵn rất nhiều hệ tủ để quần áo luôn. Đấy, đối diện bên này. Và tất cả các cái phòng ở trong nhà này thì đều được trang bị điều hòa. Tất tật rồi, hệ thống đèn chiếu sáng có đủ hết rồi. Thì thế em mới nói là xách vali về ở thôi. Xách vali về ở. Thậm chí còn được tặng kèm cả chủ nhà nữa thì còn gì có thể hấp dẫn hơn được nữa đúng không? Nào mời Linh ăn hoa quả đi. Anh ăn trước đi. Lát nữa sau anh em mình ngủ ăn nhá. Thế thì sau khi mà tham quan xong khu căn hộ Imperia Sky Garden cộng với cả căn hộ có diện tích là 75m² đang được bán với mức giá khoảng loanh quanh 3 tỷ này. Thế thì em thấy sao về căn hộ này? Về bên ngoài trước đi thì không gian bên ngoài rất là thông thoáng cũng như là phía sân chơi em rất là thích. Sân chơi rất là rộng. Và cũng như là mình cũng có thể sử dụng những cái tiện ích của khu Time City ở bên đối diện rất là tiện đúng không? Còn bên trong thì em thấy căn hộ rất là xinh xắn rồi, màu sắc thì hài hòa và tạo cảm giác rất là sạch sẽ, tinh tế nữa. Anh cũng có chung những cái suy nghĩ giống như của Khánh Linh. Không biết mọi người cũng có chung suy nghĩ giống của anh em của tôi không? Mọi người có thể để lại comment ở phía dưới. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Để tiếp tục ủng hộ nhà F thì hy vọng là mọi người sẽ... Là một việc rất là quen thuộc, đó chính là like, share và sub cho nhà F. Vẫn còn một việc nữa cũng tương đối quen thuộc, đó chính là nếu mà mọi người muốn tương tác cùng anh em của tôi thì có thể tham gia group ở trên Facebook là Nhà F Group, có thể tương tác cùng anh em của tôi nhiều hơn. Thế còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. 2 3. Nào, Linh ăn hoa quả đi. Anh ăn sau đi. Khi mà lát nữa xong anh em mình bổ ăn nhá. Sau khi mà tham quan một vòng quanh khu căn hộ Imperia Sky Garden cộng với cả căn hộ này thì em thấy sao? Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới đến
Đây mình có thể mở được bằng mật mã vân tay các kiểu.